Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Thủ tướng kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Quảng Ninh. Chiều ngày 11 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình và cung ứng tại công ty nhiệt điện Mông Dương, thành phố Cẩm Phả và nguồn cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh.